lên mua sản phẩm vỗ béo nào an toàn, hiệu quả và tăng năng suất tốt nhất. Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh, chuyên gia chẩn đoán kiêng đường bôi thuốc. Hôm nay tôi sẽ bật mí cho các bạn biết sản phẩm nào giúp cho vật nuôi nhà các bạn tăng trọng tốt, không vi phạm hóc môn, không vi phạm chất cấm. Của Xuân Trịnh đây là sản phẩm siêu tăng trọng. 1kg này dành cho 40 tấn thể trọng heo. Các bạn mang sản phẩm này về trộn lẫn với cám dành cho 40 tấn heo gia đình nhà các bạn. Sản phẩm này được thiết kế hoàn toàn từ vitamin tổng hợp giúp cho vật nuôi của các bạn hay ăn, mau lớn, hồng hào, khỏe mạnh và nhanh lớn để giúp cho các bạn bán nhanh, xuất nhanh đàn heo và kiếm được thật nhiều tiền. Và đây là những bí mật mà tôi đang tiết lộ cho các bạn. Các bạn cần phải chuẩn bị cho mình sản phẩm này ở trong trang trại chăn nuôi như mình. Tại vì bây giờ giá cả thị trường đang biến động, giá cám đang tăng cao và chất lượng thì càng ngày càng kém đi. Vậy thì sản phẩm siêu tăng trọng là một trong những sản phẩm vitamin điện giải tổng hợp để giúp cho trang trại chăn nuôi như bạn chăn nuôi thành công. Và cơ thể của vật nuôi như heo không thể tổng hợp một số vitamin quan trọng được. Vậy thì chúng ta cần phải bổ sung bên ngoài giúp cho vật nuôi tăng trọng tốt. Và đây là một trong những sản phẩm được lựa chọn hàng đầu ở thị trường Việt Nam. Kính chúc quý anh chị em mạnh khỏe và có những sự lựa chọn đúng đắn tốt nhất để dành cho trang trại nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại.